Xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với đọc truyện đêm khuya, truyện ma Nguyễn Hùng. Thì kênh của Nguyễn Hùng chuyên kể về những câu chuyện ma của tất cả các bạn khắp nơi gửi về cho Nguyễn Hùng. Qua giọng đọc của Nguyễn Hùng, Nguyễn Hùng sẽ thêm những âm thanh hiệu ứng làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn và kịch tính hơn. Và quý thính giả nghe chuyện thì nếu thấy chuyện hay hãy chia sẻ câu chuyện này cho những người bạn khác cùng nghe nhé. Và hôm nay câu chuyện mà Nguyễn Hùng muốn gửi đến cho quý thính giả là một series truyện Giả Quỷ Giả Xoa. Phần 4. Duyên âm. Đây là một câu chuyện cũng khá là hay, quý thính giả hãy cùng lắng nghe nhé, qua giọng đọc của Nguyễn Hùng. Sáng hôm sau, mặt trời đã đứng bóng. Tôi bật người dậy khỏi giường, đầu đau như búa bổ. Tôi sực nhớ ra hôm nay mình còn việc quan trọng phải làm, vội chạy đi đánh răng rửa mặt cho kịp. Bỗng tôi nghe chú Tư Bình và anh Quách gọi vào ngoài cửa nhà. Hảo ơi, bay dậy chưa? Cha mẹ tôi đều đi vắng nên tôi bước ra sân. Có chuyện gì vậy chú Tư? Chú tìm ba cháu à? Cha cháu chắc đi lên sóng trên rồi. Ấy, chú với Thành Quách sang đây tìm bay. Đêm qua ngồi nhậu, mình hẹn nhau hết rồi mà, bay quên rồi à? Tôi thật sự không nhớ bản thân mình đã hẹn gì với họ, vì đêm qua tôi hơi quá chén. Đành hỏi chú Tư kỹ lại xem đã hẹn gì với họ. Chú Tư với anh Quách thông cảm nha, đêm qua cháu uống hơi nhiều nên giờ không nhớ gì hết. Anh Quách xen vào. Nhờ chậu nhậu đêm qua mà anh mới biết chú mày là chân nhân đó. Tôi ngơ ngác thì chú Tư tiếp lời. Đêm qua bay xỉn vô kể hết mọi chuyện cho chú và thằng Quách nghe hết rồi. Thì ra bay là đệ tử của thầy Năm Nhàn. Vậy mà bấy lâu nay bay cứ giấu tao. Chú giận mày lắm nha. Tôi đang ấp úng không biết nói sao thì chú Tư lại tiếp lời. Đêm qua bay nói chuyện quan trọng phải xử lý hôm nay là đi bắt con ma da đầu cầu, hay còn gọi là ma da vì nó thường ngồi ở đầu cầu vào mỗi đêm. Bay còn hứa là sẽ cho chú và thằng Quách tham gia vụ này nữa mà. Chú với thằng Quách chuẩn bị mọi thứ mày dặn dò rồi nè. Cuộc đời chú chưa bao giờ đi bắt ma, bay mà hứa lệ với chú thì đừng có bao giờ nhìn mặt chú nữa. Lúc này tôi mới hoảng hồn lầm bầm. Thôi chết rồi, đúng là rượu vào lời ra những thứ không nên nói rồi. Cháu còn nói gì nữa không chú Tư? Bay kể nhiều lắm, chắc bay xỉn quá rồi. Để chú kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bay nghe nè. Chú Tư bắt đầu thuật lại. Khi anh Quách kể xong câu chuyện bi thương về con ma nữ hại chết vợ con anh, ai nấy cũng sụt sùi tiếc thương cho số phận của anh. Riêng tôi, chú Tư nói khi đó tôi đã xỉn rồi. Như một người anh em đồng cảm, tôi cầm chai rượu lên ực một hơi hết nửa bình rồi nói. Anh Quách, cạn với em chai này đi. Không có gì phải buồn hết. Em tin chị và cháu sẽ sớm đầu thai chuyển kiếp làm một người tốt thôi. Anh Quách nhìn tôi như cảm ơn rồi nốc một hơi hết sạch. Chú Tư sốt ruột nói. Bay uống ít thôi, chú thấy bay xỉn lắm rồi đó. Tôi nấc trong men say. Chú nói sao chứ, cháu tỉnh queo mà chú. Rồi hai thằng bay làm sạch hết một bình, tao lấy gì tao uống bay. Chú khéo lo, dì hai mang bình mới ra rồi kìa. Lúc này nhang đã tàn, tôi lặng quãng chộp thêm ba cây nhang đốt lên, rồi cắm lại vào ghế. Anh Quách nhìn tôi. Tới lượt mày đó Hảo. Tôi mắt nhắm mắt mở quay sang hỏi anh Quách. Lượt gì vậy anh? Thì tới lượt mày kể chuyện ma cho chú cháu tao nghe chứ gì nữa. Tôi gật gà gật đầu một hồi rồi nói. À, chuyện ma chứ gì. Ok chú, ok anh Quách. Đêm nay cháu sẽ kể cho mọi người biết một bí mật mà chẳng ai biết đâu. Bắt đầu nghe nha. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Hạo, năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm cuối ngành sinh học. Mọi người trong nhà thường gọi tôi là thằng Ngang. Sở dĩ họ gọi tôi như vậy
là vì trước giờ tôi chưa bao giờ biết sợ là gì, và cũng không tin vào chuyện ma quỷ thị thần. Khi ai đó nói đến việc gì mà tôi cảm thấy không thỏa đáng, thì tôi sẽ tìm mọi cách chứng minh cho họ biết là sai cho bằng được. Ấy vậy mà gia đình tôi ai cũng tin vào số kiếp, vào luân hồi nhân quả, từ ông bà ngoại cho đến các cô dì, chú bác, ngay cả ba mẹ tôi cũng tin vào những thứ như vậy. Nhiều lần thấy mẹ đang đứng bàn thờ khấn vái lầm bầm nên tôi buộc miệng nói: "Mẹ ơi, ông bà tổ tiên á mất không biết mấy trăm năm rồi, mẹ cứ khấn họ cũng không có nghe gì đâu." Thế là tôi bị mắng một trận te tua. Tôi sống với cha mẹ với đứa em gái 8 tuổi trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường. Cặp vách nhà tôi là ngôi nhà ba gian cổ kính của ông bà ngoại. Mặc dù ngôi nhà đã khá cũ kỹ, nhưng họ không bao giờ muốn thay đổi kiến trúc hay phá đi xây lại một ngôi nhà mới cả. Nhiều lần thắc mắc không hiểu nguyên do tại sao ông bà lại cổ hủ như vậy, thì được ông ngoại tôi trả lời là giữ như vậy sẽ tăng vận khí tài lộc cho con cháu sau này. Ngôi nhà được tổ tiên giữ gìn bao lâu nay, trải qua bao nhiêu năm tháng thăm trầm mà vẫn nguyên vẹn, nên vượng khí cũng tăng theo. Đây được xem là nhà tổ không thể phá được. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao ngày nào cũng thấy ông bà lau chùi từ bàn thờ tổ tiên đến bếp sau một cách cẩn thận. Nhăn khói thì nghi ngút ngày nào qua ngày nọ. Bản tính tôi thì không tin vào những chuyện như vậy. Nhiều lần định khuyên ông bà xây một ngôi nhà mới để có cuộc sống an nhàn, khỏi phải ngày nào cũng cực nhọc như vậy. Nhưng nghĩ lại, ông bà chỉ có một niềm vui an ủi duy nhất là ngôi nhà này. Nếu tôi nói như vậy thì ông bà sẽ buồn ngã bệnh mất. Vả lại, trong nhà cũng có cậu mợ Út phụ chăm sóc nên đỡ phần nào. Nghĩ vậy nên tôi cũng không nỡ làm ông bà phải nhọc tâm lo lắng. Vài hôm nữa cũng là ngày giỗ của cốc ngoại, nên sẵn tiện tôi rủ rê thêm đám bạn xuống nhà tôi chơi. Nghe đi chơi nên đứa nào đứa nấy háo hức lắm, đồng ý cái rụp. Vậy là chiều đến chúng tôi hẹn nhau chạy xe từ tỉnh về quê. Trên đường đi thằng Long lúc nào cũng liên thuyên không ngớt miệng. Nó hết hỏi chuyện này rồi bắt đầu lại hỏi chuyện khác. Hỏi chuyện trên trời dưới đất, ngay cả con gà nhà tôi để mấy trứng nó cũng hỏi. Tuy phiền như vậy nhưng anh chàng này rất tốt bụng. Ngồi phía sau xe thằng Long là con Phượng, một cô gái khá hung dữ. Và chỉ có cô nàng này mới chỉ nổi thằng Long. Có thể nói họ là khắc tinh của nhau. Hai đứa mà gặp nhau là đấu khẩu văng trời văng đất. Nhiều lúc thằng Long mếu máo nói vui: "Trời sinh Long sao là còn sinh Phượng." Ý coi vậy mà hai đứa không thể tách rời nhau ra được. Hễ thiếu đứa này thì đứa kia lại đứng ngồi không yên. Cứ như kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Để xe trước tôi là Tùng Dương. Anh chàng ít nói nhất nhóm, lúc nào cũng đưa tay đẩy đẩy cái kính tròn kiểu Pháp xệ xệ trên mũi, tỏ vẻ ra một người thông thái lỗi lạc. Mà đúng thật vậy, cậu bạn này của tôi đúng thật là một cỗ máy nhai sách chính hiệu. Cậu ta có thể học thuộc tất cả 3.254 câu chuyện chỉ trong vòng một đêm. Sách đề cương chính trị cậu ta thuộc lào lào. Anh bạn này có thể nhớ bất kỳ thứ gì chỉ đọc qua một lần. Có thể thấy đầu óc lúc nào cũng tưng tửng trên mây vậy. Cuối cùng là người ngồi sau xe tôi, Gia Hân. Cô gái thông minh, xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang, hiểu chuyện. Nói vậy chắc mọi người cũng biết tôi thích cô ấy. Nhưng thật ra chỉ là thích trong ý nghĩ thôi. 4 năm học chung như vậy mà tôi chưa bao giờ để Hân biết tôi thích cô ấy. Thằng Long cũng biết chuyện tôi thích Hân, nên tôi cũng đã dặn dò đừng cho ai biết chuyện này. Nó chửi tôi tan nát mấy ngày liền, nói lên giọng dạy đời tôi: "Mày thích người ta mà để trong lòng không chịu nói ra thì ai mà biết. Mày định ủ cho men à? Mày có phải là đàn ông không?" Nó nói gì thì kệ, tôi bỏ ra ngoài tai. Vì bản thân tôi biết rõ mình đang làm gì. Lần này về quê, bạn trai Hân không có đi cùng.
Xe chúng tôi bắt đầu rẽ vào khúc quanh hướng con đường về nhà tôi thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Càng vào sâu con đường càng ngoằn ngoèo, khó chạy nên thằng Dương vượt lên chạy trước vì đèn xe của nó sáng nhất. Tiếp đến là thằng Long, còn tôi thì chạy sau cùng. Đêm nay gió lớn nên mấy cây dừa ven đường thay nhau cua lá xào xạc. Tiếng gió rít lên nghe như tiếng người nói chuyện thì thào trong đêm tối vậy. Đoạn hồi thằng Long cảm thấy lạnh gáy, liền chậm lại nói với tôi: "Ê Hảo, đường vô nhà mày ớn quá vậy, có khi nào mình gặp cái thứ đó không?" Nói xong nó rùng mình, con Phượng tán vào đầu nó một cái rõ đau. "Ông biết tôi sợ ma, định nhắc ma tôi hả?" Thế vậy tôi với Hơn phì cười trấn an nó: "Mày nói chuyện tào lao quá à. Con đường này tao đi mua đồ vào ban đêm không có biết bao nhiêu lần rồi mà có thấy gì đâu. Với lại trên đời này làm gì mà có ma như mày nghĩ." Nghe vậy nó gãi gãi đầu rồi nói: "Mong là vậy, nhưng tao vẫn thấy ớn ớn sao đó. Ủa mà thằng Dương chạy đi đâu mất rồi?" "Chắc nó chạy trước rồi, thôi đuổi theo nó mau, kiểu nó lạc đường đấy." Nói xong tôi giục Long đuổi theo thằng Dương. Cuối cùng chúng tôi cũng đuổi kịp, nhưng vẫn cách xa nó khoảng 100 mét. Lúc này tự nhiên tôi thấy thằng Long, mặt mày nó tái xanh, miệng lắp ba lắp bắp: Ê, hình như phía sau xe của thằng Dương á, có một người mặc áo trắng kìa, đang ngồi thì phải." Nghe vậy tôi với Hân và Phượng cố căng mắt ra nhìn xem có phải không. Vì trời tối quá, hai bên đường cây cối lại mọc tùm. Với lại đèn xe chúng tôi mờ quá, không kịp thấy gì thì xe của thằng Dương lại quẹo vào khúc cua mất dạng. Tôi chưa kịp gọi nó lại vì đường đó đâu phải là đường vào nhà tôi, mà đó là đường đi vào khu nghĩa địa của xóm. Chúng tôi quẹo theo vào thì thấy thằng Dương nằm quắt quẹo trên một ngôi mộ cũ bạc. Xe thì quăng một đoạn khá xa, máy thì vẫn nổ lụp bụp giòn giả. Xung quanh toàn mộ và mộ không một bóng người. Chúng tôi vội chạy đến đỡ thằng Dương ngồi dậy. Hân nhanh tay lấy ngón cái ấn vào dưới mũi của nó. Hồi sau nó dần tỉnh lại. "Ê, mày có sao không? Mày bị gì vậy? Tự nhiên chạy vào đây làm gì thế hả?" "Tao chỉ bị say sức nhẹ thôi. Lúc nãy chạy xe tự nhiên tao thấy hơi mệt, đầu óc chóng váng. Tao cũng không biết tại sao mình lại chạy vào đây nữa." Nói xong nó xoa đầu, thằng Long lại hỏi tiếp: "Ban nãy mày chở ai vậy?" "Ủa, tao có chở ai đâu." "Mày chắc chắn là không chở ai không?" "Không, tao đâu có chở ai đâu mày." "Quỷ thần thiên địa ơi, không lẽ gặp thứ đó hả trời?" Thằng Long run lên bần bần, làm cho con Phượng cũng hoảng theo, ôm lấy tay thằng Long siết mạnh. Ông đừng có nhắc ma tôi nha. Ông đừng có nhắc ma tôi nha. Nơi này ghê quá, mình mau đi thôi." Tôi lại trấn an hai đứa nhắc cái tụi nó: "Bà đừng có nghe thằng Long nói vớ vẩn. Chắc tụi lúc nãy nó hoa mắt thôi. Khi nãy tôi cũng có nhìn thấy gì đâu. Trên đời này làm gì mà có ma có quỷ." Hân tiếp lời tôi: "Hảo nói phải đó, mình cũng không thấy gì mà." Tôi thấy thật mà, tin tôi đi." Thằng Long miếu máu, Phượng lại giục chúng tôi đi. "Tóm lại là chúng mình ra khỏi đây đi, mình không muốn ở đây thêm phút nào nữa." "Vậy về nhà thôi. Mày còn chạy xe được không?" Tôi quay sang đỡ nó: "Ok, tao ổn mà." Rồi tôi lại nhìn sang thằng Long, lúc này tự nhiên nó cứng đơ, không nhúc nhích gì hết, miệng nó há hốc mồm ra cú ú ớ gì đó. Không hiểu nó định nói gì, tôi lại giục: "Sướng sướng rồi đó, về thôi mày. Định đứng đó tới sáng hả?" Đột nhiên nó đôi tay Phượng, phóng lên xe chạy một mạch, không thèm ngoái đầu lại nhìn. Chúng tôi cũng vội chạy theo, bỏ lại sau lưng cái nghĩa địa u ám. Tĩnh mịch dần khuất xa, cùng tiếng ếch ngái râm ran trong mấy bụi cỏ ven đường. Tôi ngoái đầu lại nhìn thì chỉ thấy những điểm trắng mờ mờ ảo ảo của ngôi mộ vôi từ phía xa hắt lại mà thôi. Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Cha mẹ tôi cũng đứng chờ ở ngoài sân cây liễu. Nghe tiếng xe, ông bà ngoại cũng chạy ra đón.
Bà ngoại tôi tóc bạc trắng nhưng vẫn khỏe lắm. Bà xoa đầu tôi rồi vỗ. Cái thằng, làm gì về trễ vậy con? Làm ông bà già này lo sốt ruột cả. Tôi cười rồi ôm bà nói. Không phải cháu đã bình an về rồi hay sao? Bà đã dặn, đi dặn lại biết bao nhiêu lần rồi. Không được về khuya quá, nhất là ở những con đường vắng như cái xóm này. Dễ gặp những cái thứ dơ bẩn đó lắm. Ngoại à, con nói bao nhiêu lần rồi, thế giới này làm gì có ma có quỷ. Khoa học chứng minh, thật ra ma quỷ chỉ là do con người tưởng tượng ra mà thôi. Bà không biết, nếu con không nghe lời bà, thì đừng có nhìn mặt bà nữa. Con biết rồi mà, con sẽ nghe lời mà. À, mà còn lá bùa đưa cho con mang trên người còn không? Tôi chỉu môi rồi lôi trong cổ áo ra sợi dây màu đỏ, có gắn lá bùa trên đó. Bà ngoại thấy tôi vẫn mang theo lá bùa 10 năm trước bà đã đưa, bà liền gật gù. Xem ra con vẫn nghe lời bà này. Đó là lá bùa bình an đấy. Phải nhớ luôn mang theo bên mình để trừ tà, nghe không? Bà, chẳng phải con vẫn bình an sao? Nhưng mà bạn con thì không bình an lắm. Vừa nãy bạn con lại ngã xe ở khu nghĩa địa, cũng may là chỉ chạy sức nhẹ thôi. Nghe vậy ông ngoại liền lên tiếng. Trời đất, bà định ở ngoài sân trách tụi nó à? Ông cho tụi nó vào tắm nghỉ ngơi đi. Nói xong ông đi đến chỗ thằng Dương đang đứng. Cháu đưa tay đây ông xem. Nó vội đưa tay bị thương lên. Ông ngoại tôi lật bàn tay của nó ra xem đi xem lại, phát hiện thấy có thứ gì đó màu trắng quanh vết thương. Suy nghĩ vài giây ông thở dài. Thôi, các cháu vào nhà đi. Ông có chuyện này muốn hỏi. Nghe vậy chúng tôi liền vào nhà. Vừa vào thằng Long không nói gì, nhảy phóc lên bộ ván ngựa rồi kéo chiếc chăn đắp kín người. Tôi thấy vẻ của nó rất sợ hãi lắm. Mọi người đều ngồi xuống, quay quần bên chiếc bàn đặt ngay giữa gian nhà chính. Cha tôi giục mẹ đi pha một ống trà nóng. Dưới ánh đèn tròn mờ mờ trên trần, ông tôi vẽ trầm ngâm kéo một hơi thuốc rồi từ từ tiến về phía bàn thờ tổ. Đốt một bó nhang lớn, ông quay sang chúng tôi rồi nói. Mấy đứa, lại đây thắp nhang đi. Chúng tôi thắp xong mấy nén nhang, ông lại biểu ngồi xuống trầm giọng nói. Lúc các cháu trên đường về đã gặp phải chuyện gì, kể cho ông nghe xem. Chúng tôi đem toàn bộ câu chuyện kể lại đầu đuôi cho ông nghe. Nghe xong vẻ mặt của ông thêm suy tư, ông nói. Thật ra các cháu biết mình đã mắc phải thứ gì không? Gia Hưng nhanh miệng. Thứ gì vậy ông? Duyên âm. Nghe đến đây mọi người đều trừng mắt há hốc mồm nhìn nhau lo lắng. Thằng Long lúc này cũng tung chiếc chăn xuống chen vào giữa mọi người. Nó nói gấp. Ông ơi, con đã nói rồi mà tụi nó không tin con. Thật sự con đã thấy nó mà. Tôi nhìn thằng Long rồi cười phá lên. Mày hoang tưởng, nặng quá rồi đó. Đúng là cái thằng chết nhát. Mày muốn nói sao cũng được. Tao vẫn tin là mình đã nhìn thấy nó rõ đến 2 lần mà. 2 lần? Hân nhớ Long chỉ là thấy bóng người áo trắng ngồi trên xe của Dương thôi mà. Hân nó thắc mắc. Lần tiếp theo là ở trong nghĩa địa. Lúc chúng ta định lên xe về, Long đưa mắt nhìn sang cây me to đùng mọc ở giữa ngôi mộ lõm chõm thì thấy rõ ràng. Có một cái bóng cô gái mặc áo trắng, tóc xõa phủ hết gương mặt, đưa tay về vẫy vẫy chúng ta. Lúc đó thật sự tôi sợ đến muốn tè ra quần đấy. Nói xong nó cầm tách trà nóng uống hết một hơi hết sạch. Tôi biết tính thằng Long nó là chuyên phá phách, chắc là lần này lại làm trò bị chuyện dọa mọi người đấy. Tôi vỗ vai nó rồi nói. Mày vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi, đừng có hù ma nhắc quỷ mọi người nữa. Trong nhóm chẳng có ai thấy thứ gì đâu, chỉ có mày tự bị chuyện ra thôi. Cái thằng dở tệ à. Tức thật, tao đã nói là tao không có bị chuyện mà. Ông tôi xen vào. Ông không nghĩ cháu Long nó nói dối đâu. Các cháu nhìn cái thứ bột trắng trên tay của cháu Dương nè, có biết là thứ gì không? Phượng lấy ngón tay vệt một ít rồi vo vo rồi bảo. Chắc là bột vôi trên ngôi mộ dính lại khi Dương ngã xe đó mà.
Ông tôi lắc đầu. Không đâu, đó là cho cốt đấy. Nghe thế thế Phượng hét toáng lên, vội lấy nước trà rửa sạch thứ dính trên tay. Lúc các cháu vừa về, nhìn thấy sắc mặt của cháu Dương, khí sắc nhợt nhạt, ấn đường có một vết đen. Ông đã biết là có chuyện chẳng lành rồi. Ông càng nói làm tôi cảm thấy khó tin, dù biết trước đây ông luôn tin tưởng vào chuyện quỷ thần. Nhưng tôi quyết phản bác lại. Ông ơi, rõ ràng đây là vôi bột trên mộ mà, ông lại nói là cho cốt. Ông hù như vậy, bạn bè con sau này sao dám về đây chơi nữa. Ông chỉ dựa vào sự thật mà nói thôi. Đây thật sự là cho cốt. Những người mắc phải duyên âm thường có hiện tượng này xảy ra. Đầu tiên, vong đó sẽ dẫn người mắc duyên âm đến thăm nhà. Nhà ở đây chính là nơi họ chết, hoặc là mồ mả nơi chôn cất họ. Lúc đó họ sẽ để lại một ít cho cốt của mình lên người không may được chọn, để người này dù có đi đến đâu cũng không thoát khỏi họ. Tiếp đến, vong âm đó sẽ tìm cách đưa người này xuống sống chung cùng họ. Thường đa số những vong hồn này không kịp hoặc là không muốn luân hồi chuyển kiếp, nên muốn trở thành hồn ma dứt dưỡng trốn nhân gian, vô cùng hung hãn âm khí, oán khí rất nặng. Nếu những người bị mất duyên âm không phát hiện kịp thời thì có thể mất mạng đấy. Gia Hân có vẻ bồn chồn. Vậy có nghĩa là Dương đã mắc phải duyên âm, và cô gái mà Lâm nhìn thấy là hồn ma đã theo Dương. Vậy là có nghĩa là ngôi mộ mà Dương đâm xe vào là nhà của cô đó ư? Có thể là vậy. Ông tôi nhẹ giọng. Giờ các cháu có thể cho ông biết ngôi mộ đó nằm ở đâu không? Gia Hân suy nghĩ một hồi rồi nói. Bảo vệ ngôi mộ đất phía đường vào đến ngôi mộ quét vôi cũ kỹ đó. Phía trước mộ hình như là trồng hai cây gì đó, tối quá nên bọn cháu nhìn không rõ. Đặc biệt là ngôi mộ không có để tên tuổi gì cả. Hân nói đúng đó ông. Phượng cũng đồng tình. Nghe đến đây thằng Dương quay sang nhìn Hân, đưa cái tay để chiếc kính trên mũi lên, vẻ khó hiểu rồi nói. Các bạn nói sao vậy? Rõ ràng ngôi mộ đó có đề tên tuổi rõ ràng mà. Trên mộ ghi là Hoàng Thị Yến, sinh năm 1950, mất ngày 30 tháng 7 năm 1967 mà. Nghe thằng Dương nói thế, chúng tôi tròn xoe mắt nhìn nhau. Rõ ràng ai cũng thấy trên bia mộ không hề có một chữ nào cả, chỉ là những miếng vôi bong tróc mà thôi. Đoạn đến đây, tự nhiên ngoài trời đêm lùa vào một cơn gió lạnh buốt làm cho ai cũng phải rùng mình. Ông ngoại tôi dường như nhớ ra điều gì đó, ông ngoại nói. Thì ra là người này. Theo ông biết thì cô gái mà cháu gặp là người mấy mươi năm trước bị một nhóm côn đồ cưỡng hiếp cho đến chết. Không những vậy, bọn chúng còn cắt cổ cô gái này khi chỉ còn là một cái xác. Lúc đó cô ta chỉ mới 17 tuổi. Có vẻ như chỉ người có duyên âm mới nhìn thấy được những điều đó thôi. Thằng Long lại xen ngang. Nói như vậy cháu cũng nhìn thấy ma nữa, có nghĩa là cháu cũng mắc duyên âm hả ông? Cũng không hẳn là như vậy. Vì thân thể con người chia ra làm ba hồn và bảy vía, tượng trưng cho âm dương khí thể. Nếu ba hồn nặng hơn bảy vía thì người đó sẽ dễ gặp những hồn ma hơn những người bình thường. Vậy cháu cũng yên tâm hơn rồi. Các cháu cũng không nên quá lơ đà. Tốt nhất mấy ngày này không nên đi chơi khuya đâu đấy. Ai nấy cũng gật gù đồng ý. Ông tôi từ tốn lấy trong túi áo gói thuốc rê, quấn lên rồi cho một điếu. Và xong hơi thuốc đầu, ông đứng lên biểu thằng Dương xoắn tay áo lên. Ông bước lại chỗ bàn thờ, khấn vài câu gì đó, rồi hốt một nắm nhang trong lư hương, xong quay lại chỗ thằng Dương. Ông ngoại tôi dùng nắm tro đó chà sát lên chỗ vết thương dính phải tro cốt. Nét mặt thằng Dương có vẻ đau đớn lắm. Ông vỗ vai nó rồi nói. Cháu có thể yên tâm rồi. Ta đã dùng tro nhang tổ tiên để đắp lên phần tro cốt của nó. Tạm thời nó không tìm ra cháu đâu. Đợi đến khi qua ngày giỗ,
ông sẽ tìm cách giúp cháu tay qua nạn khỏi. Nhưng cháu phải nhớ không được đi vào cái nghĩa địa đó nữa đâu đấy. Dạ 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 cháu biết rồi ông. Nhưng lúc nãy ông nói chỉ là tạm thời, vậy là sao hả ông? Thật ra ông chỉ nhờ sức của tổ tiên che mắt vong này thôi. Vì oán khí của nó quá nặng nên ông cũng bất lực. Nhưng yên tâm, ông sẽ cố gắng tìm người giúp cháu. Dạ dạ cháu cảm ơn ông. Không có gì đâu, cháu là bạn thân của thằng Ngang thì cũng là cháu của ông mà. Nói xong ông cười to, thằng Long lại không ngất miệng quay sang hỏi: Sao ông rành những chuyện này vậy? Ông là thầy pháp hả ông? Các cháu đã hiểu lầm rồi. Thật ra tất cả những điều này nói ta chỉ là học lóm của một ông bạn thân thôi. Nói vậy người bạn của ông là pháp sư hả? Đúng vậy, ông ta là một pháp sư rất giỏi nhưng tính tình cũng rất kỳ quặc. Ai cũng gọi ông ta là thầy Năm. Vậy là tốt rồi, nếu ông ta là bạn của ông thì Dương đã được cứu rồi. Phải nói là cháu Dương rất may mắn mới đúng. Ý ông là sao? Cháu chưa hiểu lắm. Phượng xích xoa. Câu chuyện này kể từ 10 năm về trước. Cũng vào ngày giỗ cấp ngoại của thằng Ngang. Lúc đó thằng Ngang chỉ mới 13 tuổi. Hôm đó trời âm u kỳ lạ. Trời không mưa mà sấm chớp liên hồi. Mâm cỗ vừa dọn lên độ khoảng chừng 3 giờ chiều. Lúc đang khấn vái tổ tiên thì ông thấy có một ông lão kỳ lạ đứng ngoài hàng dâm bột trước sân. Nhìn vào nhà ông rất lâu, không hiểu vì lý do gì. Lão này mặc một chiếc áo đạo kiểu như là đạo sĩ thời xưa. Đầu cột búi tóc, tay cầm một túi vải màu nâu vàng. Không biết tuổi tác là bao nhiêu, nhưng râu lỗ tai dài gần chạm ngực. Thần thái rất khác thường. Ông thắc mắc định đi ra xem hỏi lão là ai. Thì lão ta miệt mài lầm lì xăm xăm đi thẳng vào nhà. Ra thẳng phía sau bếp, rồi lão chộp ra tay Hằng Ngang, lật lòng bàn tay ra nên xem chăm chú. Hết xem tay, lão lại chuyển sang xem mặt. Lúc đó ông không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không kịp phản ứng. Lão ta lại quay lên trước nhà uống một ngụm trà rồi quay sang ông nói với vẻ mặt dường như không thần sắc: Cháu của ông mà. Đúng vậy, tướng phúc tinh, nhưng vận mạng kém quá, e rằng không sống qua nổi 15 tuổi. Lúc nghe lão nói, ông rất tức giận, không biết ở đâu ra một tên vào nhà mình, rồi nói cháu mình yếu mạng. Ông liền mắng: Ông là ai mà lại vào nhà tôi nói nhăng cuội vậy? Lão ta vẫn điềm tĩnh: Có phải một năm vừa qua cháu ông liên tục bệnh tật, tai nạn ập đến không ngừng đúng không? Lúc đó ông ngẫm nghĩ lại thì thấy quả đúng là như vậy. Năm qua thằng Ngang liên tiếp bệnh tật, nó lần bị xe tông xém mất mạng, rồi thêm gần đây nó đi tắm sông cùng lũ trẻ trong xóm cũng xém chết đuối. May là có người cứu kịp. Nghĩ đến đây ông cũng bắn tính bắn nghi, nhưng lại hỏi tiếp: Sao ông lại biết? Lão ta cũng không màng trả lời câu hỏi của ông rồi nói tiếp: Có phải nó sinh vào lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9 không? Chuyện này ông cũng biết à? Đến đây ông mới thật sự tin lão nào nói thật. Và việc này cũng đồng nghĩa với cháu của ông thật sự đang gặp hạn thiệt thân. Ông liền hạ giọng: Xin hỏi thầy là pháp sư ở đâu vậy? Cứ gọi tôi là Năm Nhàn được rồi. Cháu ông cung mạng rất hiếm, nó là khắc tinh của ma quỷ. Chính vì lẽ đó mà bọn âm hồn khắp nơi đều muốn hại nó. Vậy mong thầy Nam sẽ tìm cách cứu nó đi. Tôi sẽ đợi ơn ông nhiều lắm. Cứu nó cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Và điều kiện đó cũng là cách duy nhất để cứu nó. Điều kiện gì thì thầy cứ nói đi. Đó là ông phải cho nó làm đệ tử của tôi. Được thầy nhận nó làm đệ tử thì phúc nó mấy đời, tôi đồng ý. Này khoan đã, ông hãy suy nghĩ kỹ đã, rồi hãy trả lời tôi. Vì một khi làm đệ tử của tôi thì nó sẽ không bao giờ được lấy vợ. Đó là đạo quy xưa nay đến bây giờ.
Thầy nói sao? Không được lấy vợ. Đúng vậy. Ông đã bàng hoàng khi nghe ông thầy năm đó nói. Cha mẹ nó chỉ có mình nó là con trai duy nhất. Không lấy vợ thì lấy đâu ra người nối dõi. Lúc đó ông đã bàn bạc với cha mẹ thằng Ngang. Cuối cùng thì ra quyết định đồng ý với điều kiện của ông thầy năm đưa ra. Vì không còn cách nào nữa, sau đó ông ta lại nói. Hiện giờ nó vẫn còn nhỏ, chưa đủ sức để học đạo. Tôi sẽ cho nó một lá bùa bình an. Lá bùa này có thể giúp nó khử trừ tà ma trong vài năm tới. Nó có thể ở lại phụng dưỡng cha mẹ. 10 năm sau đúng vào ngày này, hãy cho nó đến gặp tôi. Nhưng nên nhớ, lá bùa này phải luôn mang theo bên mình, nếu không nạn kiếp khó qua đó. Nhưng 10 năm nữa thì chúng tôi biết tìm ông ở đâu. Chuyện này ông hãy yên tâm. Lúc đó tôi sẽ cho người đến báo tin nơi tôi ở. Giờ tôi phải đi trừ tà cho người khác rồi. Nói rồi ông ta bỏ đi. Nhưng ông ta vẫn ở lại cái xóm này thêm 1 năm nữa để trừ tà ma cho nhiều người. Rồi từ đó biệt vô âm tín. Cho đến mấy ngày trước, ông ta mới cho người đến thông báo nơi ông ta ở. Ngày mai là hẹn 10 năm, thằng Ngang phải đến nhận thầy Năm làm sư phụ. Lúc đó cháu Dương hãy đi cùng nó để nhờ giúp đỡ. Nghe xong câu chuyện, mọi người mới hiểu ra thật sự. Nhưng riêng tôi lại thấy thật sự vô nghĩa chỉ vì một lời nói của một tên giả thần giả quỷ mà bà ngoại bắt tôi đeo lá bùa này suốt 10 năm. Giờ lại phải nhận tên này làm sư phụ, đi lừa gạt khắp nơi. Đáng hận nhất là bắt mình không được cưới vợ nữa chứ. Đúng thật là quá đáng mà. Tôi nghĩ thầm trong bụng, khi gặp ông ta, tôi sẽ nện cho ông ta một trận, chừa cái thói lừa gạt người khác. Tối hôm đó, sau khi dùng cơm, mọi người đều đã đi ngủ. Tôi thì không thể chợp mắt được, nên ngồi dậy khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, định ra trước sân ngồi ngắm sao hít khí trời. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy Gia Hân đang ngồi cúi mặt khóc một mình. Chắc có lẽ cô ấy vừa cãi nhau với bạn trai. Tôi bước đến và ngồi bên cạnh Hân. Tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy khóc. Tiết trời se lạnh, tôi vội cởi chiếc áo khoác của mình và tròn qua vai của Hân. Chúng tôi vẫn không nói gì, cô ấy vẫn tiếp tục khóc. Tôi thấy bầu trời hôm nay trống trải quá. Ngày hôm sau, đám giỗ diễn ra đến chiều hôm sau mới kết thúc. Sau khi dọn dẹp xong, ông gọi tôi lại dặn dò. Cháu cùng mấy đứa bạn mau chuẩn bị đi. Trời sắp tối rồi, mau đi cho kịp. Thầy Năm hẹn gặp cháu ở cánh rừng bên kia đầm bông súng. Qua đến đó đi thẳng theo đường mòn là tới. Nhớ cẩn thận đó. Mặc dù không muốn đi chút nào, nhưng vì lời ông không thể cãi được, nên tôi đành im lặng mà làm theo, trong lòng vô cùng ấm ức. Mặc dù vậy, tôi đã sẵn kế hoạch trong đầu. Khi nào gặp ông ta, tôi sẽ bóp mẻ ông ta trước mặt mọi người. Thế là chúng tôi men theo con đường đất, hướng về phía đầm bông súng. Đến đầm thì trời sắp tối, chúng tôi leo lên chiếc xuồng ba lá của cậu Tám, leo gần đó, rồi bắt đầu chống xuồng đi. Tối nay cũng gần đến ngày rằm, nên trăng cũng nhú lờ mờ sau mấy rặng dừa nước. Ánh trăng le lói qua mấy kẽ lá, in lên mặt đầm lăng tăng khi mái dầm vua nước. Đầm bông súng ngày xưa là nơi giao tranh ác liệt của quân dân ta và lính Mỹ. Vì vậy mà nơi này đã vùi lấp rất nhiều sinh mạng. Người dân trong xóm tôi rỉ tai nhau, bảo cứ mỗi tối là trong đầm lại nghe những tiếng nói cười khúc khích của rất nhiều người. Mặc dù không ai lang vãng tới nơi này cả, nếu không có chiếc xuồng của chúng tôi, chắc hẳn mặt nước sẽ im phăng phắc. Nhờ chuyến đi này tôi mới phát hiện ra rằng thằng Long nhát gan hơn cả con gái. Suốt cả buổi tối nó cứ khư khư ôm lấy tay của Phượng, làm tôi không thể nhịn cười được. Xuống chúng tôi tiếp tục lướt qua mấy con gạch. Mặt nước trong xanh nên Hân đưa tay nghịch khuấy nước. Bỗng nhiên Hân hét toáng lên rồi ngã người về phía mặt xuồng bên sau.
suýt nữa là làm xuồng bị lật. Tôi ngừng chóng lấy cái đèn pin soi vào mặt Hân. Mặt cô ấy thất thần xanh như tàu lá chuối. Tôi bước đến gần hỏi Hân. Hân, bị sao vậy? Cô lắp bắp nói. Có ai vừa đó vừa mới kéo tay của Hân. Nghe xong tôi liền soi đèn xuống mặt nước. Xoay quanh thì thấy một bể dừa nước đang trôi gần đó. Tôi thở phào. Hân xem kìa, chỉ là bể dừa nước thôi, không sao đâu. Rõ ràng là có bọc bằng tay lạnh ngắt luôn. Nắm lấy tay Hân mà. Thôi đừng sợ, đừng suy nghĩ gì nữa, chúng ta đi tiếp thôi. Tôi lại tiếp tục chấm xuồng băng đi. Hân cũng không còn dám nghịch nước nữa. Cuối cùng xuồng cũng cập bến. Chúng tôi lại phải đi bộ men theo con đường mòn. Hai bên đường cây cối đang xen nhau như một mê cung. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng thú rừng chạy sột soạt làm mọi người giật mình. Cánh rừng vẫn còn giữ nguyên vẹn, nguyên thủy, hòa vào cùng không khí ẩm mốc của những tàn cây mục nát. Chúng tôi đi được một đoạn thì cây đèn pin tự nhiên phục tắt, làm không gian xung quanh tối đen như mực. Bản tính sợ ma của thằng Long và con Phượng lại trỗi dậy. Hai đứa nó siết chặt tôi đến không thở nổi. Phượng nhanh miệng đưa ra ý kiến là tất cả nắm tay nhau để khỏi đi lạc. Ai cũng đồng tình nên mọi người làm theo. Chúng tôi đi rất lâu, một hồi sau mới thấy ánh trăng ló dạng. Chúng tôi ngừng lại nghỉ mệt. Phượng quay sang hỏi Hân. Lúc nãy Hân sợ lắm hả? Làm gì mà siết tay mình chặt dữ vậy? Đau muốn chết đây nè. Mà Hân có bị sao không? Lúc nãy tay Hân lạnh lắm đó. Hân ngớ người ngạc nhiên. Từ đầu đến giờ... Ủa? Từ đầu đến giờ Hân đều đi bên đây mà. Nghe vậy Phượng không đứng nổi nữa. Đã ngã quỵ xuống đất, khóc sức mướt không thể nói nên lời. Lúc này tự nhiên cây đèn pin lại sáng lại. Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền quay cây đèn pin qua cánh tay của Phượng thì thấy những vết bầm hình ngón tay in rõ rệt trên da của cô ấy. Hân vội chạy đến đỡ Phượng dậy. Lúc này tôi cũng hơi bàng hoàng, ai lại có thể gây ra vết bầm lớn như vậy được. Suy nghĩ quanh quẩn, tôi sực nhớ ra chỉ có lão già đó mới giở trò này. Chắc chắn là lão ta muốn hù dọa chúng tôi, để chúng tôi tin vào lão. Càng nghĩ tôi càng muốn nhanh chóng gặp được ông ta, để nện cho ông ta một trận. Nộ khí xung thiên, tôi quay sang giục mọi người, rồi phóng nhanh về phía trước. Mọi người cũng vội chạy theo. Tôi băng băng trong đêm, mặc kệ tiếng gọi của mọi người. Hồi lâu tôi cũng thấy ánh đèn le lói hắt ra từ ngôi nhà gỗ ở phía trước. Ngôi nhà này chắc cũng là đã xây dựng rất lâu rồi. Mái lá cũng mục nát. Sân trước có một cây dừa rất to, khoảng mấy gian tay mới ôm được. Cạnh gốc cây, tôi nhìn thấy một cái miếu nhỏ. Tôi tò mò từ từ tiến lại gần để xem. Tôi không người ngó vào ngôi miếu thì thấy có rất nhiều tượng đất đã bể nát và một vài hòn đá đen bóng kỳ lạ. Hai cây đèn cầy lúc nào cũng chập chờn sáng tối trên gương mặt những tượng đất, làm chúng càng trở nên đáng sợ. Đó là những vị thần tài, thổ địa bị gia chủ vứt đi đó. Tôi đã thỉnh họ về đây ở chung với tôi. 3/4 duyên âm của loạt truyện Dở Quỷ Dở Xoa đến đây đã kết thúc. Quý thính giả hãy chờ đón nghe phần 5 nhé. Nếu quý thính giả thấy câu chuyện này hay thì hãy chia sẻ cho thêm một người bạn nữa cùng xem nhé. Và thời lượng của video đến đây là kết thúc. Xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Và xin hẹn gặp lại quý thính giả ở những video tiếp theo.